Hello hello, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với clip tiếp theo của mình ở trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục là gì? Hướng dẫn cho anh em và cũng như chia sẻ cho anh em về cách chơi của mình ở trong cái con game 68 này nha. Thì đa phần ví dụ như trong quá trình mà anh em chơi đúng không? Thì anh em sẽ thích cái bộ môn là chơi tài xỉu đúng không? Nhưng mà để chúng ta có một cái phương pháp tốt hoặc là một cái công thức nó tốt thì chúng ta cũng cần phải chú ý cho mình những cái yếu tố là gì. Đó là việc chúng ta sẽ check cầu này, chọn cầu này đúng không? Đấy, check cầu, chọn cầu này. Chúng ta có thể bỏ ra 2-3 phút để chúng ta check một cái dạng đường cầu để xem là hiện tại là cầu đang đi theo cái cầu nào để chúng ta xác định dễ. 17 này, tài này, 19 là tài. Thế là cầu này là đang đi cầu thuận nha anh em nhé. Cầu này đang đi cầu thuận đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta đang chuyển cầu rồi thì bây giờ cái tỷ lệ sai số là nó sẽ có nhá, sẽ có cái tỷ lệ sai số thôi, còn về cái tỷ lệ mà nó chuyển cầu tiếp thì hầu như nó rất là thấp. Cho nên anh em cái giai đoạn này anh em có thể là không cần chờ cầu nữa. Đấy, giai đoạn này thì anh em có thể không cần chờ cầu nữa cũng được. Đúng không? Và nếu mà xác định ấy, mà đánh những cái con game như thế này thì anh em sẽ cần là gì? Tập trung cho mình là cái việc là anh em biết lựa chọn cái điểm dừng. Anh em chơi mà anh em không biết dừng ấy thì anh em sẽ không bao giờ anh em thắng được nha anh em nhé. Cái ván này thì lúc nãy là hai ván thuận thì ván này nó đi đảo đúng không? Đi đảo tức là cầu này nó sẽ là cái sai số nha anh em nhé. Nó sẽ là cái sai số. Đây, mình sẽ gấp 3 lần luôn, tự tin luôn anh em ạ. Đấy, tự tin luôn nhá. Tại vì mình biết chắc là gì, bây giờ nếu như trong cái trường hợp mà hai cái cầu trước đó mình cũng đã theo dõi cái phiên cầu này được khoảng 4 tay, 5 tay trước khi mình vào chơi thì mình thấy là nó đang đi cầu thuận. À xin lỗi anh em, đang đi cầu đảo. Và bây giờ nó chuyển sang cầu thuận thì hai ván cầu thuận liên tiếp ở đấy ván thứ 3 thì cầu nó chuyển sang cái cầu đảo, đúng không? Chuyển sang cầu đảo. Nhưng nó chỉ chuyển một ván thôi, tức là cái ván vừa rồi là cái sai số, đúng không? Đấy, khi mà chúng ta áp dụng thành thục cái công thức thì chúng ta sẽ tự tin cũng như là nắm được về cái quy luật cũng như là cái chu kỳ xuất hiện của những cái ván đấy, của cầu ấy, của những đường cầu đảo cầu thuận ấy, mình sẽ biết được mà, đúng không anh em? Đấy, đúng anh em thấy chưa? Mình rất là tự tin, tại vì sao? Mình xác định đúng cầu rồi. Bây giờ thì chỉ có cái sai số thôi chứ không bao giờ nó có thể là đi sang nhảy sang cầu đảo được nữa. Đấy, bây giờ thì chỉ có thể xuất hiện cái sai số thôi chứ nó không bao giờ nó đi cầu đảo được nữa, anh em hiểu không? Tiếp này 14 đúng không ạ? 14 thì ok. 14 thì cầu này vẫn là cầu đẹp thôi. Giả sử như trong cái quá trình mà anh em đánh thì anh em chỉ cần khoảng tầm độ là 1, 2 hoặc là thậm chí 3 tay thôi là anh em hoàn toàn có thể dừng lại được rồi. Vì sao ạ? Vì chúng ta đã chốt được rồi, đúng không? Đấy, mục tiêu đề ra ví dụ mỗi ngày kiếm 1M, 2M đủ là mình sẽ ngưng. Cho nên là tại sao là cái yếu tố mà chúng ta đánh ấy là sẽ rất là cần thiết để làm gì? Giữ được cái đầu lạnh. Và anh em đánh thì đừng vội nhá. Ví dụ chúng ta có gãy ấy, thì nó gỡ lại dần. Nếu mà gãy 2-3 tay liên tiếp thì nó có thể gỡ lại dần. Đấy, nhưng mà tỷ lệ mà gãy liên tiếp thì hầu như rất là thấp nha anh em nhá. Đấy. Ván này thì khả năng cao rất là cái sai số này. Hai mươi hai đúng không? Đây, mình sẽ vẫn đánh theo cầu đảo bình thường nha. À xin lỗi anh em, mà đánh theo cầu thuận nha. Nhưng mà ván này thì mình sẽ đánh cẩn trọng một chút để tránh cái việc đó chính là nó sẽ xuất hiện cái trường hợp là nó đảo cầu sớm. Đấy, đảo cầu sớm thì ván này mình sẽ đánh gấp tiếp thôi. Đấy, bởi vì giai đoạn cầu thuận thì nó đã đi được 5 tay 6 tay rồi. 5 tay 6 tay rồi đúng không? Mình chỉ cần xác định đúng cái đường cầu, dạng cầu thôi mà mình đang theo thôi là mình hoàn toàn có thể làm chủ được cái hiệp đấu của mình nha anh em nhá. Đấy, và chọn một cái điểm dừng nó sẽ là thơm nhất. Kể cả đánh 1-2 tay thôi thắng được nó cũng nghỉ được rồi, đâu cần nhất thiết là phải thắng nhiều đâu anh em. Đó,
Ok, vậy là cầu này vẫn đi cầu Thuận tiếp đúng không? Đấy. Vẫn đi cầu Thuận tiếp thì mình vẫn sẽ đeo cầu Thuận một tay nữa. Thật ra thì mình hoàn toàn là gì? Mình có thể chốt lãi được rồi. Ba này, thế là nó hướng mình sang cái cầu 11 nha anh em nhé. Đấy, và ví dụ kể cả bạn mình anh em nhìn thấy đấy, từ cái việc là gì, mình nâng cao ở cái chỗ là kiểm kiểm soát được về cái đường cầu mình chơi, kiểm soát được cái đường cầu của mình thì mình hoàn toàn là gì, nắm bắt được đấy, và biết là tay nào mình sẽ đánh, cái thời điểm mình chọn, cái thời điểm mình vào tiền đấy, đấy cái ván thua, cái ván thắng thì mình có thể bù lại được những cái tay thua của mình đúng không? Đấy, những cái tay thắng mình bù lại được những tay thua của mình thì nó sẽ giúp cho anh em bảo toàn được số lãi nó hiệu quả hơn. Rồi ok, đó, anh em thấy chưa? Xác định được đúng đường cầu là nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đúng không? Rồi ok, thì có lẽ là cái clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi nha anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái clip tiếp theo của mình.